chào quý xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình SBTN. Đây là chương trình bình luận tin tức hàng tuần của SBTN và đồng đồng phố và xin chào. Anh phố. Xin kính chào quý khán giả Đài SBTN và chào anh tương Tăng Dạ vâng à, kính thưa quý khán giả và thưa anh phủ, cái tin mà có thể nóng nhất trong tuần qua và tới ngày hôm nay đó là cái sự kiện mà ông Putin của nước Nga đã tuyên bố à, cái chương trình này mình được thâu trước cho nên mình không biết là, là khi phát ra thì cái sự kiện xảy ra như thế nào. Tuy nhiên về phía bên hải quân của à, nước Nga đã yêu cầu là quân đội của Ukraine tại uh, Crimea tức là một cái bán đảo ở phía nam của Ukraine mà trước đây đó thì cái bán đảo này là của Nga là của Nga từ thời Sa Hoàng đúng là nó cũng đã thay đổi rất là nhiều từ thời đế quốc Ottoman rồi qua thay đổi là Pháp Anh làm chủ rồi tới nước Nga Sa Hoàng chiếm làm chủ đến năm 1954 đó thì ông Khrushchev ông mới quyết định sát nhập này vào Ukraine và lúc lúc bây giờ Ukraine lại là một liên bang là một thuộc địa của của nước Nga chính vì vậy mà bây giờ nước Nga và ông Putin cho rằng là mình phải có cái quyền là bảo vệ cái vùng đất này và chúng trong, chúng ta thấy trong những ngày vừa qua à, Nga Putin đã đưa quân đội vào trong Crimea và à, không một phát súng nổ thì hiện tại thì chúng ta và đã, đã kêu gọi dạ, kêu gọi đồng à, hành Ukraine đừng có chống nga, dạ, kêu gọi không chống nga và thứ hai nữa là cái câu hỏi đặt ra là ông Putin đã ra Quốc hội của uh, Nga và đã được quốc hội Nga đồng ý cho uh, đưa quân vào trong Ukraine. Thì cái mức độ của ông 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 Putin, đó, ông muốn đi xa đến mức nào? Ông chỉ dừng lại ở, uh, ở Crimea hay là ông sẽ đi tràn vào qua vùng biên giới của Ukraine mà đánh vào trong cái phía tây của của, của uh, phía đông của Ukraine? Tại vì chúng ta biết là uh, Ukraine nó nó chia làm hai mảng, miền đông miền tây cái mảng miền đông thì thể thân nga nhiều hơn mà miền miền tây á thì là thân châu âu thân châu âu nhiều hơn và người ta lo rằng là cái mảng bên tây phải đó miền đông đó thì chúng ta thấy rằng là đó là cái mảng mà thân nga nhiều ở đó chúng ta thấy cái màu đỏ đó là những người nói tiếng nga rất là đông là những người nga ở ở đó trong khi ở những cái khu vực màu màu vàng đó thì là những cái người Ukraine ở lẫn lộn với nhau thì chúng ta thấy cái mảng miền đông đó thì nó gần nước nga nhiều hơn và cái trong khi cái mảng miền tây đó thì dân Ukraine sống rất là đông trong khi người nga rất là ít chính vì vậy mà người ta sợ rằng là có thể Putin sẽ đưa quân nước nga sẽ đưa quân chiếm trọn tổng nghe là nguyên một cái khu vực miền đông của của Ukraine thì ngày hôm nay ông John McCain là diều hâu của đảng cộng hòa trong một cuộc nói trả lời phỏng vấn của báo chí hoa kỳ ông ta bảo rằng là không thể đưa quân Hoa Kỳ, quân cũng nhờ lính Mỹ vào trong Ukraine để bảo vệ cho Ukraine, nhưng mà sẽ phải nhưng mà cái vấn đề là chính sách phải ngăn chặn Putin là cái chuyện bắt buộc phải làm trong những ngày sắp tới. À, một trong những cái chính sách phải làm thì ông Tổng thống Obama cũng như ông John Kerry đã đưa ra là thứ nhất, để, đề đề nghị đuổi ông Putin, nước Nga ra khỏi uh, G, cái uh, tổ chức uh, G8. Thứ hai là trừng phạt kinh tế nước Nga bằng cách là bao vây kinh tế và trừng phạt chính trị và kinh tế nước Nga nếu như Putin đi xa hơn à, những gì, nếu không chịu rút quân và đi xa hơn à, trong cái gọi là cái um, cuộc phiêu lưu về quân sự của Một nước Nga. Một mà cái mà chúng ta phải để ý tới đó à, thưa Thần thắng thưa quý vị là nước Nga đó từ năm 90 mà khi mà liên bang so viết đã sụp đổ đó yeah. thì nước Nga bắt đầu có cái chính sách kinh tế gọi là cởi mở Dạ. Yeah thì cái chính sách kinh tế cởi mà đã đưa nước nga bây giờ nó có nhiều hình thức ở trong đó là có nhiều tỷ phú nó lắm chứ phải không yeah, vâng. và có nhiều người gọi là uh, làm ăn và đầu tư ra nước ngoài rất nhiều yeah, vâng. thì nếu mà putin chúng ta cũng biết ông putin là một người trước đây đã làm trong cơ quan mật vụ kcb yeah. và là một cơ quan vụ, mật vụ kcb thì chắc chắn là putin phải có những cái tin tức tình báo cho biết được và để đo lường được cái mức độ, độ mà ảnh hưởng kinh tế của mình nếu mà putin xâm nhập về cái vùng miền đông của dạ, vâng. ukraine dạ. thì cái ảnh hưởng đó tôi nghĩ rất lớn và và putin phải đưa ra cái chuyện đó là putin nghĩ là giữa cái ảnh hưởng kinh tế nặng như vậy và... nặng nề với nước nga như vậy so với lại chuyện chiếm ukraine đó, thì là cái nào lợi hơn cái nào lợi hơn dạ vâng dạ vâng cho nên cho nên cái chuyện này là chuyện mà chúng ta đoán trước được đó là tôi nghĩ theo theo theo, theo cái nhìn của tôi đó thì ông putin sẽ không đưa quân qua qua khỏi nên là không vượt qua Crimea. qua Crimea mà yeah. cùng lắm là lấy lại cái đảo Crimea, yeah. đánh một cái đảo thì ok, yeah, vâng. anh cả thế giới chứ không có sẽ không trừng phạt được đâu tại vì cái sự những cái sự liên đới giữa thế giới, tiền tệ, công ty làm ăn ở bên yeah. bên liên bang Xô Viết cũ cũng như là nước Nga bây giờ đó yeah. rất là nhiều cái ràng buộc. Cho yeah. nên nếu một cái đảo nhỏ Crimea yeah. Thì thế giới có thể sẽ làm ngờ dạ, vâng. nhưng mà anh nói, anh nói về cả một cái vùng miền đông của ukraine dạ. thì lúc đó đó cái phản ứng của tất cả những nước châu âu cũng như cả, cả thế giới sẽ khác và đặc biệt là vấn đề kinh tế tại vì chúng ta cũng biết là hoa kỳ sẽ không đem quân qua như ông mckey nói cũng đúng dạ. là tại vì cái mặt trận của hoa kỳ đã xoay trục về phía bên châu á dạ. để còn thêm tức là để bao vây lại anh trung cộng trung cộng dạ. tại vì anh trung cộng là một cái anh mà đang lớn mạnh và có cái chủ nghĩa Quyền. bá quyền yeah. còn nhiều hơn anh Putin nữa yeah, vâng. cho nên đó, giữa hai cái sự nguy hiểm đó, đó thì chắc chắn là phía bên châu Âu sẽ thấy là và đặc biệt là Hoa Kỳ đó sẽ thấy là cái chuyện mà anh Trung Cộng là cái chuyện đáng sợ hơn yeah. là anh Nga yeah, đi vâng. xâm lăng anh, anh Ukraine yeah, vâng. mà nhất là chỉ có một đảo của Ukraine đó thì không đáng để cho Hoa Kỳ có những thái độ và trừng phạt yeah, nhưng vâng. mà cái, cái khó của Tổng thống Hoa Kỳ là như thế này anh để cho nước Nga nó chiếm một cái đảo yeah thì như vậy đó nếu Hoa Kỳ không làm gì cả vâng. và tùy theo mức độ mình phải trả lời nữa yeah. thì như vậy đó về phương diện chính trị Hoa Kỳ sẽ nhìn như thế nào chính sách đối ngoại đó chính sách đối yeah. ngoại sẽ nhìn như thế nào Biết dạ vâng. nhìn như thế nào dạ vâng. tức là nó chiếm nhỏ thôi dạ vâng. hiện tại đó thì bây giờ đó thì người ta chỉ trích ông tổng thống Obama rất nhiều đặc biệt là qua cái vụ cuộc chiến Syria vừa qua ông Obama ông tuyên bố rằng là nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học thì Mỹ sẽ trừng phạt nhưng giờ phút cuối thì anh Putin nhảy vào và lấy luôn cái ván bài đó và đưa và coi như là giải quyết cái vấn đề là không để cho Hoa Kỳ sử dụng quân, quân sự đối với đồng minh của của Nga trường hợp này là ông Syria. Thì người ta thấy là Hoa Kỳ đã coi như sau hai cuộc chiến tranh họ không còn muốn tiếp tục giữ vào, pha, coi như lãnh đạo thế giới nữa. Chứ vì vậy chúng ta thấy là cái cái sự trở lại của nước Nga khi mà ông Putin cái giấc mơ mà quay trở lại đế quốc cũ đó đã làm cho ông ta trong những ngày vừa qua có những hành động muốn bành đi con lại con đường chủ nghĩa bá quyền thâu tóm lại những cái thuộc địa mà trước đây của nga sau khi nga sụp đổ rồi cái chủ nghĩa quốc tế nó sụp thì bây giờ nước nga nó mới putin mới đưa ra một cái chủ nghĩa khác là chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa yêu nước là gì chủ nghĩa yêu nước là qua đó à, lấy cái đó để mà dựa vào cái cớ đó để bành trướng và đi lấy lại cái lại cái, 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 gì của nước nga cũ thêm một cái nữa mà trong cái cuộc chiến syria nãy mình vừa mới nhắc tới đó Bây giờ đó chúng ta thấy một cái khó nữa đó là của phía bên chính phủ Hoa Kỳ đó. Nhất là cương vị của vị Hoa Kỳ là những người mà chống cái người Syrian mà rebel đó là cái phe mà chống lại Syria đó. Yeah. Mà cái phe của những người gọi là những người mà mà kháng chiến quân đó. Yeah. Thì những người mà đánh những kháng chiến quân đó là cái phe Hezbollah. Dạ yeah, vâng. Cũng cái phe cái cái phe là phe, là, chung, phe, là phe, phe cực đoan là phe, phe cực cực đoan đó. Cực đoàn, quá nhiều mà đó, cái phe à. cực đoan đó là nằm ở bên Palestine. Yeah và cái phe hezbollah đó là cái phe cũng là cái phe được iran đang yeah, nuôi nắng đang rất nắng, nhiều. Dạ, thì nó lại ảnh hưởng tới palestine nó ảnh hưởng tới do thái và nó ảnh hưởng tới bàn cờ mà của syria nữa yeah. cho nên trong trường hợp này nếu mà hoa kỳ nhảy vào đó thì tôi nghĩ là hoa kỳ sẽ vô một cái nó gọi là như một vũng, 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 vũng sình rồi đó yeah, vâng cho nên trong cái chuyện này là rất là khó mà nói là hoa kỳ nên hay là không nên vào yeah, trong, syria. đồng ý syria và yeah. động cộng thêm nữa là cái kinh tế của hoa kỳ nó mới hồi phục lại thôi yeah, vâng. nếu mà hoa kỳ nhảy vào một cuộc chiến nữa yeah. thì chắc chắn là cái nỗ lực của hoa kỳ sẽ mất rất nhiều yeah, bởi vâng. vì cái vấn đề mà người dân hoa kỳ không đồng ý để trả thêm tiền cho một chiến tranh. Chính vì vậy đó mà mà, mà muốn giải quyết cái, cái vấn đề Syria đó không phải chỉ anh nga không mà còn phải có cái phương trình cái cái ẩn, cái ẩn số trong trường này đó là có anh có anh Iran. Chính vì vậy mà chúng ta mới thấy trong thời gian vừa qua anh Iran đã được quốc tế trong trường hợp này Hoa Kỳ và các quốc cộng đồng Trung quốc châu Âu châu đồng ý ngồi lại để nói chuyện vấn đề nguyên tử là bởi vì phải, phải có anh Iran thì anh Iran mới khó, kéo anh về được về phía bên mình á, thì anh sẽ không có giúp đỡ cho những quân mà gọi là Hezbollah. chúng ta và phải nhớ đó là đoạn. cái thế chân vạc hồi trước đó chúng ta yeah. nhớ là trước cái thời chiến tranh lạnh đó, yeah. thì cái thế chân vạc của thế giới là ba phe, vâng. phe Hoa Kỳ, phe Xô Viết và phe trung cộng ba vâng. phe. Yeah. Mà nếu bây giờ Hoa Kỳ phải vừa chống với Ukraine, bà bảo vệ Ukraine đó, yeah. đánh với Nga mặt kia là đánh với Trung cộng đó thì một mình hoa kỳ đã đục cả <laughs> hai bên đổ đổ. Dạ vâng. thì trong trường hợp này đó tôi nghĩ là hoa kỳ sẽ không làm nổi dạ vâng. à, và nhất là kinh tế của châu âu đó cũng không có phải là kinh tế châu âu bị cái mối đe dọa mạnh của cộng sản đến nỗi mà dạ vâng. họ sợ dạ. là phải bằng mọi cách để chặn đứng anh putin dạ vâng. cho nên đây là cái bán bài mà nếu mà nói ra mình mình đánh ở trên cái mặt trận của thế giới đó yeah. thì là chuyện rất là khó nghĩ cho anh, à, tổng thống Hoa Kỳ. Vâng. Tại vì trong cái chuyện mà đối ngoại của tổng thống Hoa Kỳ này vừa khéo thứ nhất là phải bảo tồn được nội lực tức là không để cho kinh tế Hoa Kỳ đi xuống. Be, 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 so, yeah. Thứ nhì nữa đó là không những là bảo vệ kinh tế Hoa Kỳ nhưng mà cũng không thể nào mà nhìn những con cọp giấy được. Yeah. Tức là không thể nào mà không nói gì khi mà anh anh, anh, anh Putin à, anh Putin Điều mà xâm, xâm chiếm qua. Cho nên cái cách á, Hoa Kỳ á, là phải làm sao mình đừng đánh hai mặt trận. Yeah, vâng mà bằng cách là chỉ dùng kinh tế thôi tôi nghĩ đó là một cái lối thoát duy nhất của Hoa Kỳ dạ, trong chuyện này chứ không thể là dùng vấn đề. Và thứ hai nữa là ông Putin ấy, trong trường hợp này ông phải cân nhắc rất là kỹ là bởi vì nếu mà đánh Ukraine lần này đó um, như tôi đã trình bày để thưa phủ thì nếu mà ông Putin mà ông đánh Ukraine đó, thì coi như ông sẽ mất hẳn Ukraine. Mặc dù có thể kiếm được một, một phần đất nào đó nhưng mà Ukraine nó sẽ hẳn thêm một, hẳn một cái nữa đó. Chẳng là như thế này nè. Nếu mà ông Putin đánh Ukraine đó, yeah chưa chắc gì cái trận đánh mà đánh Ukraine nó nó lại đưa cái nước Nga vào cái thế mạnh hơn để chiếm Ukraine, dạ, tại vâng, vì dạ, nó đẩy Nga ấy... vào một cái xa lầy nữa, dạ, vâng. có thể như là A Phú Hàn. Dạ, vâng và có dạ, thể vâng. là dân kháng chiến quân của uh, Ukraine sẽ nổi nổi dậy nổi dậy dạ, vâng. dạ. và những sự hậu thuẫn của phương Tây sẽ có, cho nên cái đó là cái ván cờ anh Putin tôi không nghĩ là anh dám đánh Ukraine. Dạ, vâng. Nếu mà đem cái đem cái đó lên cái bàn 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 cờ đó, thì tôi nghĩ trong chuyện này là anh Putin chỉ ăn một con chốt thôi tức là làm sao nghe là, yeah. tức là đánh Crimea thôi. À. Yeah, vâng, vâng, thì đó Crimea. bây giờ người ta nghĩ rằng là Putin cũng phải cân nhắc rất kỹ bởi vì cái bài học mà đánh qua Georgia lần trước đó thì cũng vấn đề Georgia muốn gia nhập khối NATO và đi về phía, phía Âu Châu thì ông Putin đã đánh Georgia chiếm được hai phần đất đó là Ossetia và đánh luôn cả Moldova thì cái kết quả bây giờ là mặc dù chiếm được hai phần đất nhỏ đó nhưng mà thật sự là cả Moldova và 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 Georgia là đi hẳn về 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 về, về 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 tây Âu mà hễ mà đánh được Ukraine mà chiếm được phần đất rồi đó thì chắc chắn là một một điều là liên Âu sẽ còn có lý do đi gần sát tới biên giới của nước Nga nhiều hơn bởi vì bây giờ nó đã ngã về Âu Châu rồi thì tức là liên Âu và khối NATO sẽ đứng ngay tại biên giới của nước Nga chính vì vậy mà mà Putin phải cân nhắc kỹ như anh trình bày thứ hai nữa là cái nặng nhất còn là kinh tế riêng cái ngày hôm hôm thứ hai sáng thứ hai là sau khi mà ông Putin tuyên bố là sẽ đánh Ukraine á, thì thị trường chứng khoán của 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 nước Nga đã sụp xuống đến gần xuống mất 60 tỷ Mỹ kim và số 60 tỷ Mỹ kim là bằng cái giá hơn cái giá mà đã, ông ta đã bỏ ra để dạy để mà tổ chức cái thế vận hội Sochi cho nên và chưa kể là cái vấn đề là cái đồng tiền Nga ngày hôm ngày hôm thứ hai đã xuống thấp hơn so với đồng đô la và đồng euro. Đó là nền kinh tế của nước Nga sẽ phải trả nếu như Putin tiếp tục đi vào cái vào cái con đường mà gọi là phiêu lưu về vấn đề quân sự đánh đánh Ukraine. Cho nên trong cái đó tôi không nghĩ là những cái phân tích đó đó thì tôi không nghĩ là anh Putin anh sẽ đánh đâu. Yeah. Anh Putin sẽ không đánh à, anh Ukraine và anh chỉ, chỉ chiếm một cái đất nhỏ Crimea thôi. Dạ Và vâng. nếu mà chiếm cái đất nhỏ Crimea nếu mà sự đồng thuận chung đó dạ. của dân nga ở đó, đó, Vâng thì có thể là anh chị đánh được một chút rồi thôi. Dạ vâng. Chứ ngoài ra đó tiến xa nữa không được. Dạ vâng dạ vâng thì chúng ta sẽ chờ anh lấn đất dành sân một chút, dạ vâng. giống như là cộng Trung cộng mà anh lấy lấy à. phần đất ở trên vị tuyến miền Bắc đó, dạ. ở trên cao bằng Lạng Sơn đó dạ vâng lấy được chút xíu thôi. dạ vâng. nhưng mà chiếm nước Việt Nam thì anh Trung Cộng không chiếm nhưng mà anh đổi cái nhưng mà anh di anh dân cái, vào, anh đưa dân vào, Đi, đưa dân vào, à, anh, anh dân đổi dân vào. được thì dân nga đã có sẵn đó rồi. Dạ vâng. đây là anh chiếm chút xíu của cái vấn đề mà cái cái mốc biên giới. dạ vâng. thì anh nga cũng thực hiện cái chính sách di, di dân đưa dân nga vào và từ từ chiếm chiếm thì anh Trung Cộng cũng làm thực hiện cái chính sách đó đối với người Việt Nam đặc biệt là Hà Tĩnh Quảng Trị nghe nói là rất nhiều người Hoa đã có mặt ở đó và xây dựng những mặt bằng và những cái vài xây dựng cái đó thì chúng ta cái chuyện đó mình sẽ bàn xem bây giờ trở lại với một cái một cái một cái một cái các quốc gia khác là Venezuela hiện tại Venezuela thì cũng có những cuộc biểu tình xảy ra à, cũng giống như trường hợp của Ukraine à, thì một số hình ảnh của Venezuela cho thấy là hiện tại đã có khoảng chừng 13 người đã đã có gì đã, đã chết trong những cuộc uh, biểu tình chống lại ông uh, 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 tổng thống Maduro là cái người mà đã kế vị ông Hugo Chavez đi theo cái con đường chủ nghĩa xã hội thì người ta so sánh hai cái cuộc biểu tình này thưa anh Phủ và thưa quý giả thật sự là cái bản chất là hai cái khác nhau cái bản chất của cuộc biểu tình và chống đối tại Venezuela là cái tính là đó là nó là nó liên quan đến vấn đề giai cấp một bên đó là bây giờ đó là quá giàu một bên quá nghèo sau khi anh đi vào cái con đường chủ nghĩa xã hội thì cái cái phân chia giai cấp càng ngày nó càng tăng và hiện tại kinh tế của Venezuela suy sụp bởi vì ông Hugo Chavez đó ông lấy cái tiền giàu hỏa ông bán rồi ông nuôi ông xuất cảng cái cái cách mạng sao chủ nghĩa với những nước chung quanh chẳng hạn như Cuba và những những, những Colombia bây giờ đâm ra người dân càng ngày càng kiệt quệ và coi như là, uh, là quốc doanh như là quốc hữu hóa toàn bộ các hệ thống uh, kinh tế của Venezuela bây giờ đến chính vậy mà nó kiệt quệ cho nên cái cuộc biểu tình mà người dân Venezuela Venezuela hiện tại đang phản đối ông kế vị của ông Hugo Chavez đó là nó liên quan đến vấn đề giai cấp trong khi đó cuộc biểu tình tại uh, cuộc biểu tình và chống đối ở Ukraine cái bản chất của nó là địa dự chính trị tức là người dân Nga không muốn tiếp tục làm nô lệ và thuộc địa cho nước Nga. Chính vì vậy họ đã phải chống đối cái ông tổng thống đã ký 15 tỷ Mỹ Kim với lại Putin. Chính vì vậy họ muốn về Âu Châu. Đó là anh... anh chị, tại vì những cái nước như Ukraine là họ cũng học bài học của anh Poland, yeah. họ học đại học của anh Hungary. Vâng. Những người dân ở đó không phải là người Nga, họ không thích cái chủ nghĩa bằng trướng cộng sản của Nga, họ rất sợ yeah. cái chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà anh, ông Putin này đó, là ông chủ nghĩa độc tài dạ. tại vì ông cầm quyền ông ông lên cầm quyền là ông bao gọn lại tất cả những cái đó để, để ông kiếm tiền ông dạ. không phải là chủ nghĩa cộng sản dạ vâng. nhưng mà là chủ nghĩa độc tài dạ vâng. cho nên người dân đó, họ vẫn bị những ám ảnh của cộng sản mà anh putin là hiện thân của một cánh tay nối dài của đồng chí stalin dạ vâng. cho nên họ vẫn sợ dạ vâng. chính sách của anh putin dạ vâng. Rất... bởi vậy nó có chuyện là chống nga dạ vâng. chưa kể vấn đề sắc tộc với thắng dạ vâng. tại dạ. vì tại vì vấn đề ukraine là vấn đề sắc tộc và chính vì vậy mà chúng ta thấy là cái, cái, cái bạn hai cái bản chất cái cuộc khác khác nhau nhưng mà chúng ta sẽ chờ xem nếu mà tình trạng Venezuela nếu ông tổng thống Maduro mà ông không chịu thay đổi đó Maduro đó không chịu thay đổi đó thì sẽ đến lượt ông sẽ sẽ ra đi bởi vì người dân của Venezuela họ không chấp nhận cái nền kinh tế mà kiệt quệ như tình trạng hiện nay giờ chúng ta cho qua một cái tin khác trên phủ đó là ngày hôm qua ngày hôm kia là ngày chủ nhật thì có một cái chương trình Oscar trao giải um, những cái phim hay nhất của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ. và thế giới. Thì đặc biệt các có một cuốn phim, Cuốn phim tên là The Missing Picture, Cuốn phim The Missing Picture. Xin, xin mời đưa cái hình Missing Picture, cái phim Missing Picture này đó làm đã được đề cử ở trong một cái thể loại là Best French Language Film, là những phim mà ngoại quốc hay nhất. Mặc dầu cái phim The Missing Picture này không được thắng giải trong ngày hôm chủ nhật đề cử qua thôi. nhưng mà được đề cử vào à, cái phim thắng giả là phim được Great Beauty. đi thì cái câu cái vấn đề ở đây đó là cái phim Mission Picture là cái phim gì và ai là đạo diễn của phim đó cái phim từ đâu ra mà lại được kể như vậy Mission Picture là một con phim của người Campuchia và được đạo một người đạo diễn Campuchia họ thực hiện với cái hình kế tiếp á đây là một tờ báo South China Morning Post đã đăng về con phim này là cuốn phim này cái tài tử chính đó là một cái là, là một cái hình cái hình tượng đó bằng 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 bằng, bằng, clay tức là bằng vôi tất cả về, sát, về dạ, sát. và bằng, 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 chất tất về cái tình cái việc mà khờ đỏ giết người ở Campuchia như thế nào và đạo diễn là người Campuchia cái phim nó giống như hoạt hình vậy đó mà đã được đề cử vào trong giải Oscar thì qua cái phim này từ nắng mới 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 nhìn thấy tình trạng của Campuchia mới đây tại Việt Nam nét cũng nói rằng là Campos bây giờ cái ngành ô sản xuất xe hơi ở Campos nó đã sản xuất xe hơi được xe chạy bằng điện mà xe này được kiểm soát nghĩa là bằng điện thoại di động. Tờ Việt Nam còn phải đăng là ngành ô tô Việt Nam phải ngượng mà, mà, tờ Việt Nam Net bên Việt Nam còn nói thẳng là Việt Nam ô tô Việt Nam thua kém khi không thể sản xuất được ốc vít và dây điện. Tức là chúng ta thấy là về mặt văn hóa thì người Campos đã đi một bước rất xa là phim ảnh của họ đã được đề cử trong giải Oscar mặc dù chưa thắng kỳ này về mặt kỹ thuật, campuchia đã đi một tiếng rất là xa trong việc chế được xe 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 ô tô mà kiểm soát được bằng điện mà kiểm soát bằng bằng điện thoại di động. thì câu hỏi đặt ra là cái người campuchia trước kia nếu mà không có nước pháp nhảy vào thuộc địa hóa việt nam á thì có lẽ là người việt nam đã đồng hóa cái campuchia bởi vì lúc đó ông phan đơn giảng đánh chiếm gần hết campuchia rồi mà nước pháp vô vẽ lại cái bản đồ chia trở lại cho anh campuchia thì đối với con bác của người Việt Nam thì người Campuchia là một người coi như là dễ bị thuộc địa hóa. Nhưng mà ngày hôm nay người Campuchia đã tiến rất xa hơn người Việt Nam về mặt văn hóa và kỹ thuật. Cái câu hỏi đặt là tại sao? Cái vấn đề là Campuchia đó nếu mà tình hình chính trị Campuchia để ý tới đó yeah. thì chính trị của Campuchia đó là tất cả những cấp sĩ quan ở Campuchia đó thường thường nếu mà đi học đó thì họ vẫn coi anh Việt Nam là anh có công giúp họ giải thoát họ khỏi anh khởi mấy đó. Dạ. Yeah nhưng mà bạn ơn việt nam bạn ơn khác. việt nam là ừ. đằng khác nữa đó là cái chính sách chung yeah. của anh campuchia yeah. nhưng mà kinh tế của anh campuchia đó yeah. thì bị anh à, trung cộng trung cộng lũng đoạn rất nhiều vâng. và kiểm soát rất nhiều yeah. nhưng mà gần đây nhất trong vòng khoảng chừng 5 năm trở lại đó thì hoa kỳ đang có ý định trở lại vùng đông nam á vâng. và campuchia là một trong những nước mà hoa kỳ chủ ô cho mượn tiền và đồng thời campuchia là nước đầu là trong vùng đông nam á Campuchia vào nước UTO trước Việt Nam đúng cả 10 năm và trong vấn đề mà gần đây nhất đó là hãng sưởng Hoa Kỳ bắt đầu đầu tư ở Campuchia yeah, dạ, vâng. thì có thể có nhờ những cái chuyện mà Campuchia Campuchia mở ra đó tại vì theo những cái, những cái chuyện mà chúng tôi nói chuyện được có một số quan chức ở Campuchia cách đây khoảng một vài năm trước khi tôi nói chuyện đó dạ. Yeah. thì những người mà nằm chính quyền Campuchia thì họ sợ anh Trung Cộng họ cũng sợ anh Cộng sản Việt Nam nữa nhưng yeah. mà giữa hai anh sợ đó họ sợ anh Trung Cộng hơn vâng nhưng mà họ lúc nào cũng mong muốn đó là Hoa Kỳ trở lại để giúp họ vâng. và Hoa Kỳ đã có lẽ là bị những cái trận chiến ở bên Afghanistan yeah. quá nhiều cho nên chưa có thời giờ để đi Campuchia và Campuchia chưa quan trọng bằng Anh cộng sản Việt Nam. Vâng. Cho nên Hoa Kỳ đã đi chậm trễ trong chuyện đó. Yeah, vâng. Thì mới gần đây nhất là cái chuyến viếng thăm của Hoa Kỳ cũng như là những cái vòng đi cho Đông yeah. Nam Á của yeah. bà Clinton qua tới vấn vâng. đề mời Campuchia thì tôi nghĩ phần nào nó đã đưa cái vấn đề mà Campuchia họ cảm thấy dễ thở hơn yeah. trong vấn đề kinh tế để nó đưa ra cái xã hội chủ chủ campuchia nó mở rộng ra tại vì tôi nhìn cái xã hội campuchia đó yeah. nó dân chủ hơn bên việt nam tại vì ít nhất nó có hai phe đúng rồi nha yeah. có phe đối lập và có phe đối lập yeah. mà, mà dân chủ nó mà cái câu hỏi mạnh, là hồi yeah. năm 2008, nghìn tôi qua campuchia đó yeah. là tại sao campuchia không khá việt nam mà tôi đoán đó là campuchia sẽ khá việt nam Vâng tại vì cái thể chính trị của họ khá hơn thể chế chính trị của việt nam Thì bây giờ cái đấy thì thắng mới chứng minh rằng là, là cái xe họ chế được rồi nhé rồi cái phim của họ về mặt văn hóa nó được đề cử giải oscar về phía cộng sản việt nam thì có đạo diễn nào đã được làm như vậy chưa chúng ta thấy là cho liên mạnh là một con đạo diễn là việc mở hoạt động bằng việc kiểu ở đây về việt nam chạy làm phim ở bên đó mới ra có phim bù đời chợ lớn ra xong rồi bị ban kiểm duyệt nó, nó kiểm duyệt bán bảo là bạo động quá bạo động dẹp luôn. Cho, nó dẹp luôn không mà chúng chiếu. ta phải nhớ cho đây đến từng Thắng, là sau cái chuyện mà diệt chủng của anh Pompot và Hesabring đó yeah. thì dân Campuchia đó chỉ còn là có 3 triệu dân thôi. Vâng nó giết hết 2 triệu dân Campuchia, bố dạ vâng. dân Campuchia chỉ khoảng 5 triệu thôi, họ giết hết 2 triệu rồi. Gần 50%. Thì trong trường hợp này đó, bây giờ Campuchia mới lên được khoảng chừng 6 7 triệu. Dạ vâng. Tức là cái số lượng dân của Campuchia đó vẫn thua cái thành phố Sài Gòn. Dạ vâng. Thấy không? Dạ vâng. Mà họ làm được cái Mà chuyện Mà họ này. tiến được cái chuyện đó. Tức là làm sao? Tức là với sức dân nhỏ như vậy và cái 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 chuyện mà người dân ít, ít như vậy vâng. và đất nước nhỏ như vậy vâng. nhưng mà họ tiến được chuyện này là tại vì sao tại vì cái xã hội mở rộng về vấn đề cái tư tưởng tôi về tư tưởng chính vì vậy tôi muốn chứng minh một điều đó là ngay cả ông đạo diễn cho liên nguyễn đó sau khi làm con phim đó rồi lấy lý do cộng sản nào lý do là vì nó bạo, bạo động quá nhiều cho nên, nên đã cấm nữa. chiếu nhưng mà câu hỏi những người Việt Nam ở ở trong nước Việt Nam họ cũng đặt câu hỏi là đâu có cần phải cấm chiếu cái chuyện đó và bạo động xảy ra hàng ngày Việt Nam. Bằng cớ là anh đi xe con một cô gái mà đang đi xe mà nó chặt cánh tay của cô ra để mà cướp 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 xe mà nó bảo động hai anh, ngày anh công sợ Việt Nam đó cái ban mà Bộ Văn hóa Chính trị đó yeah. là anh làm chuyện ác rất nhiều yeah. nhưng mà lúc nào cũng có cái bộ tuyên truyền đó, thì lại rất là nhạy cảm vâng. nhạy cảm đây là sợ người ta nói xấu mình sợ người ta nói mình thế này thế nào thế vâng. kia cho nên ngay cả cuốn phim như của cái anh Trạc Lê Nguyễn yeah. mà họ cũng đi họ cấm thì chính vì thế cho nên cái tư tưởng tưởng đặt về Việt Nam là có thể có thể thực hiện được nhưng mà về Việt Nam thì cái tư tưởng nó càng bị xé chặt. Nó nói lên cái chuyện là anh cộng sản Việt Nam đó chính cái hệ thống mà mà độc quyền của anh đó dạ. và độc tài của anh đó nó đưa đến cái nước không có phát lên được dạ nó vâng. lại không cho đảng đối lập bên nga đó tuy là anh Putin là anh độc tài nhá dạ. nhưng mà đảng đối lập anh có quyền lập dạ. và phe đối lập vẫn có nhưng mà không có dạ vâng. còn bên Việt Nam là họ triệt tiêu luôn cái phe đối lập dạ vâng. đó là hai cái sự khác biệt của những cái nước dạ vâng. đó mà mình rất buồn khi thấy cao Bố càng ngày càng tiến và Việt Nam càng ngày càng, càng lùi đùi đó là cái vấn đề về cả văn hóa và vấn đề kỹ thuật rất tiếc về thời gian không còn nhiều nên từ thắng và luật sư đủ xin hẹn quý khán giả vào tuần sau cũng như là trên đài truyền hình SBTN xin kính chào quý vị khán, khán giả đài ASPT.